cho đôi anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn ai huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Là ngày buồn hay vui, ngày đắng đôi hay mưa giông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn ai huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Một đêm. Galaxy Watch 5 Series mới, hiểu mình tối đa, linh hoạt bứt phá. Trời ơi, cứu tôi. Tôi sắp quỵ rồi. Nhưng mà em Long ơi, anh Long ơi, nhanh lên. Lên. Wow, nhìn cảnh kìa. Không phải một mình là cô đơn đâu. Đúng à. Ở giữa rất nhiều người nhưng mình vẫn cô đơn. Trò chơi tiếp theo có tên là né trứng. Né trứng. Wow. Gì qua như vậy? Nghe trứng khoái. Né trứng. Đúng. Mỗi đội sẽ lần lượt cứ từng thành viên trà đấu đối kháng với đội đối thủ. Các thành viên bị bịt mắt và ngồi vào ghế. Phía trên đầu có treo một quả trứng. Các bạn sẽ được trang bị một chiếc nón đặc biệt có thể làm bể trứng. Nhiệm vụ của các bạn là né trứng để không bị bể. Đội nào có 4 thành viên làm bể trứng trước sẽ thua. Ok. Chén. Tôi muốn đấu với người Kiwi. Tại sao đấu với em? Thích. Thích. Thích thôi. Chỉ là thích thôi. Anh tưởng đấu với anh đi. Mở mắt cũng lên nha. Em ra đấu đi. Nếu anh đã có lòng thành vậy rồi thì tiếp chiều anh đấu với anh. Trước khi chúng ta né trứng, chúng ta bốc trình cái. Wow. Mời. Không chơi đâu, nói chơi thôi. Ủa? Tôi biết cậu học bốc trình. Rồi, tôi với Quy một cặp. Ơi. Đừng có ngửa đầu ra sao nha mọi người. Anh nói bật ngửa lại bật ngửa cho anh nha. Ok. Rồi bây giờ nha. Thử luôn nha. Chơi nha. 3 2. Còn đâu cuối được. 1. Bắt đầu. 2. Còn đâu cuối được. 1. Bắt đầu. Bắt đầu. Bên trái anh trước anh nha. Bên trái anh trước anh nha. Bên trái anh trước anh nha. Ôi người ơi, em ơi, anh chơi chỉ một vô ai ai biết mà chơi. Ủa anh chính hả? Ủa sao vậy anh tướng ruột thừa? Vô thì sao chơi? Anh thấy anh tôi đã già rồi bây giờ. Tôi thắng rồi đó mọi. Tôi xin phép treo cái ruột của anh Tuấn lên đây để chúng ta chơi. Ok. Không phải, tại nghe gì cả, anh xin thắm nói là 1, 2, 3 rồi. No, 1, 2, 3 là countdown ghi hình thôi. Rồi, ok. Rồi, em bị lẹ, không sao. Có thể đổi người khác được không ạ? Tôi sẽ là trọng tài. Rồi, để mắt vô. 3, 2, 1, 2, 1. Hãy, hãy đi. Nè, đây, phải, đây. Anh Giang được, anh Giang. Đây, phải, đây. Đây. Trời ơi, hay quá. Ê, cái gì? Né sâu vô, Hay quá. Trời ơi, anh né mà điêu ngại. Trời ơi, tài nghệ nha. Trời ơi, slow motion không dính luôn. Hay quá. Anh Trị à. Anh lãnh quỷ rồi. Dạ, có thử thôi, thử cái khớp cổ thôi. Bây giờ mới chơi thiệt nha. Anh Tuấn vô chơi thiệt giùm em đi. Ok. Nãy giờ mình thử thôi coi cái khớp cổ mình có linh hoạt hay không. Nghe ba chữ trái, phải trái là biết là có vấn đề rồi.
Em ném con điên. Khán giả ghi nhận cái công lao của em to lớn. 3 2 1 thả. Đúng rồi. Thả. Đúng rồi. Hay quá. Anh Gia mày liền quá, anh Gia lóc liền á. La quá à. Anh qua đường mà anh không coi đèn đỏ gì hết trơn á. Đèn đỏ mà anh vượt luôn là anh bị dính là đúng rồi. Đèn đỏ mà anh vượt luôn là anh bị dính là đúng rồi. Ừ, đúng không em? Đúng rồi. Cần phải tỉnh lại. Vô. Rít đi hả? Rồi, để em cho. Rồi, để em cho. Ok, rít đi. Rít mới hiểu đi. Rồi, để em cho. Chuẩn bị nha. Vừa vô là trái phải gì cũng được hết á. Mình đổi cục này cho nó sinh động được không? Mấy cục này cho nó sinh động được không? Mình đổi cục này cho nó sinh động được không? Chơi một lần rồi thôi. Cho mới lạ. Đúng rồi. Rồi rồi. Mình chơi cục này đi. Rip. Đi luôn. Sai gì không? Thằng nhà rip nha. Trời có gió nữa nha, có gió nha. Kìa gió lớn. Chuẩn bị. Anh em tập trung nè. 3 2 1 thả. Rip. Thả. Rip. Thả. Rít. 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 Rồi qua. Qua ui. Qua ui. Ui. Qua ui. Ui. Rồi qua. Qua qua em. Ây. Ây. Qua qua qua. Làm lại. Qua qua qua. Làm lại. Ôi. Ôi. Qua qua qua. Làm lại. Ôi. Ôi. Trời. Làm lại. Ôi. 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 Trời. Tại vì á, bên kia đụng rồi đánh chờ bên kia bể, bể. Cái này trong bia được gọi là a bằng á. Cái này thôi là chiền đánh đầu. Đánh đầu đẹp lắm. Đánh đầu đẹp lắm. Thùi quá thùi. Rồi, ngưng vậy nha. Thì em. Rồi. Rồi chưa? Chuẩn bị nha. Ok, chuẩn bị. 3 2 1 thả. Đúng rồi. Ôi. Chưa. Chưa. Nhận được lạng vậy. Ủa. Qua. Thả. 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 Rồi, chụp vào đi. Im, im. Thả. Ai chơi vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi trời ơi, cứu tôi. Ôi trời ơi, cứu tôi. Anh trời ơi, trời ơi. Chưa mà. Là đội gì? Ba không đội. Ủa các bạn không hiểu chương trình hả? Khi nào bốn người bị dính nước thì đội đó mới thua. Một mình Lâm chống chọi ba người, bốn người sao? Đúng rồi. Ờ ha. Đúng rồi Lâm ơi. Để Lâm vô đi. Vô đi Lâm. Vậy là em ngồi tiếp. Nguy hiểm lắm á. Okay, cả gia đình tin em Lâm ơi. Em làm được, anh yên tâm, em hiểu là vấn đề lắm rồi. Nếu như được đợt này mà em chiến thắng được đội bên kia, tụi anh chẳng gom tiền lại cho em sửa sửa mỏ. Sửa mỏ à? Ôi. Chị bị nha. Không có mỏ anh đẹp mà. 3 2 1 thả. Say. Rồi Lâm. Từ từ Lâm. Say. Say. Lâm. Say. 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 Đúng rồi Lâm, đúng rồi. Từ từ Lâm. Say. Lâm. Lâm. Say. Ủa Lâm ơi, Lâm ơi. Say. 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 Say.
Nè, nè, để phân tích nè. Tôi vừa là đội của Lý Vũ Lâm, tôi phân tích thật lòng. Đeo hoa tỷ đây nè, thì các bạn bay qua là thấy á, ghé mà, nhưng mà nó tán lại đâu thấy. Nó tán người lại đâu thấy. Trời ơi ông trời, các bạn trời. Bay qua thì á, vậy cái bạn kia. Em có để con mắt gì nè, em để con mắt nó đây nè. Em có thấy em lên không, em lên không? Nhưng mà nó tán đâu đừng đâu có thấy. Nó tán một đâu đừng đâu có thấy. Nó tán một cái. Không, cái này không phải là bóng tán mà trời tán em. Bớt ăn gian lợi. Sau bao năm tháng Jennifer bị mang tiếng oan. Để bên đây không trân trọng. Em nghĩ là để con Jennifer ở đây. Đó, treo phơ lên. Chúc mừng các đội đã hoàn thành trò chơi né trứng. Bây giờ xin mời các bạn nghỉ ngơi và chuẩn bị di chuyển tới địa điểm ngủ tối nay. Được ngủ rồi. Nhanh. Bây giờ thì trời đã mưa rồi mọi người ạ. Chúng tôi không thể nào ở lại đây lâu thêm được nữa. Đây là Ninh Bình và đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do. Sáng giờ da nó khô hết, nó mụn hết trơn à. Trời. Hên quá em có con gấu, chứ không là mệt mỏi rồi. Ủa anh cầm túi makeup đi đâu vậy anh? Makeup thì mới được. Sao bóp mắt mắt xà dạo hả? Sẽ được mang quá trời đồ vậy. Ủa? Em nó. Ủa alo. Alo. Ôi bao nhiêu năm về nước. Ôi. Đẹp quá. Ủa? Hôm nay anh phẫu thuật ca nào vậy? Tôi không biết mọi người chỉ là bác sĩ mẫu ca mẫu ruột thừa của Kiều Minh Tuấn. Chẳng hạn sức khỏe của anh Tuấn như thế nào sau ca mẫu tôi vừa hoàn thành xong. Vết thương bị chương lên nhẹ. Trong chuyến đi lần này, để các bạn hòa mình vào thiên nhiên, chúng tôi cũng đã chuẩn bị concept cho hợp với chỗ ngủ của các bạn. Và đây là những vật dụng để các bạn có thể lo cho chỗ ngủ của mình. Tuy nhiên, đội thắng sẽ được chọn vật dụng cho đội thua. Được rồi, để nhà Phương chọn đi ạ. Không lẽ dạ. Để chồng mình khổ cực. Chẳng lẽ nào Phương lại để cho bạn Phương khổ cực nhỉ? Đừng nghĩ gì về anh, cả một đời anh lấy em đã khổ cực rồi. Trời ơi, chỉ có 2 sai lầm, lần thứ nhất là... Thôi, bị ung thư. Đừng đào sâu, đã đừng đào sâu hôn sự người ta. À bên kia, bên kia. Mình tham khảo được không ạ? Mày Trời ơi, quăng vậy đi. Hồi sáng giờ mấy người đã đối xử với tôi. Bờ ba. Bờ ba. Bờ ba. Anh Lâm. Hả? Anh làm bên bệnh viện mà đưa cho chiếu đó. Cô sợ lắm, trời ơi sợ. Ghê lắm. Áo màu xanh rồi phẫu thuật không thành công. Thôi. Rồi bất công hát cái câu gì, hát câu gì? Xin biết Việt cuồng. Cũng may là tôi có cái phiếu ngủ sướng nha. Tụi miễn đứt dây chằng một lần. Ngủ sướng. Bây giờ mình chơi game này, bây giờ là đồng đội của em sẽ ngủ khổ. Dạ. Anh có một cái phiếu ngủ sướng. Dạ. Thì em sẽ tụi mình ngủ chung với lại những người bên anh đội của anh. Ủa đội anh thì đâu có ai đâu, có anh Phương với lại. Thì em sẽ vô đội anh, em ngủ sướng trong cái liều bánh bao đó. Cảm ơn anh Huy nhé. Thì chứ để con gái đứa ngủ ngoài chiếu kỳ lắm. Thôi giải quyết lại đi. Rồi. Rồi bây giờ không lẽ con cái chiếu không đừng lấy gì ngủ.
Thì vợ anh cho nhiêu anh lấy nhiêu đi. Nè đây có giấy chồng ông đâu có là xài đúng không? Rồi cái này sao? Cái này là gì? Này xài sao ta? Chống nhiệt. Rồi đã quá ha. Đừng lo phèo. Tuấn ơi. Ngồi đây đã quá. À trời ơi. Yeah. Hay vậy? Nhưng mà em bị lâm như đây chứ hả? Ủa ngựa không anh? Bị ngựa à, hả? À phòng em chơi. Anh ơi sao giống vua gia cư vậy? Anh ơi sao giống vua gia cư vậy? Cái gì? Ê em nè, bữa nay em rất là nhiều thứ nè. Sao vậy? Đi tàu thì muốn làm hà bá. Rồi, vô bệnh viện thì muốn phẫu thuật. Rồi hả cái gì? Lên núi thì muốn là hả rớt xuống núi. Rồi bây giờ vô gia cư thì chui vô đây rồi xe tải năm thấy làm cái ào. Xe tải đâu trong này? Thì đó, ví dụ vậy. Anh vậy rồi. Ôi có cái cửa đó nè. Ô trời ơi. Bà nơi hay đến thăm nhà của tôi. Mình không cần chùm lên miếng nữa đâu hả? Chùm chi nóng lắm, để về đi. Nè mọi người, cho bên team bên này nè. Có xài được thì xài. À, không xài, tụi em xài. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Đâu mưa đâu, tự nhiên đưa áo mưa chị, cho tụi em. Chị cũng đồ thua, chị đặt gì đi cho. Em quên, lộn tâm lý. Chị nghèo, chị hay làm phước quá à. Mọi người, toilet của em nha, mọi người có vô nha. Có toilet luôn hả? Toilet riêng. Ủa, có cái hầm cách ra anh. Có, vô đi bà. Ủa, đường nào? Đi toilet cực vậy. Rồi xong. Sao cứ đứng nhìn rồi sao ra đi. Ủa rồi nước nó thoát được nào. À lấy điện cho em nha. Cho em xin điện được không ạ? Để kê cái đầu. Ôi ok. Cũng mã lắm hồi nãy kêu cái này kê xuống đi đó. Em phải nằm với mền. Em nằm ngoài mé cho, em nằm ngoài mé cho. Tội nghiệp chồng tôi ghê chứ kìa. Tối nay có bệnh hoạn gì kêu tôi bác sĩ nha. Xin chào cả nhà, ngủ ngon. Giúp cả nhà ngủ ngon. Ôi ôi, mệt quá. Không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xoa tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Trên sân anh xinh như áo mới em ngày nào, hoa nắng hồng trên quê anh xinh như má thắm em ngày xanh.
tim người hoa yêu thương, hoa thơm ngát thế gian đêm buồn, hoa trên đồi hoa trên môi, ôi thương quá cánh hoa Việt Nam. Đi qua anh Tuấn ơi, anh đang hướng về đây mà em nghe bên đây nghe luôn. Em điên quá. Em đúng không vậy? Hôm qua em ngủ em cảm giác giống như có trộm á. Em cứ tầm nửa tiếng là em quay lên nhìn camera, cái em che mặt, cái xong rồi nửa tiếng sau em quay lên cái em kéo xuống, em nhìn camera, em cảm giác là cứ có người nào đó quan sát mình á. Cái mấy cậu mà sạc pin nữa, cái cậu sạc pin với cậu CCTV thương lắm. Có, tôi có nghe Trường Giang chửi trong bóng đêm. Nghe rồi, lục đục gì vậy? Có nhỏ hả? Có. Nhỏ đang sạc pin. Điện lắm hả? Giật điện. Điện sao như điện sao? Ủa sao cái gì cũng làm chơi vậy? Tôi cũng đưa vô đó nữa. Chửi. Nghe rồi. Anh chịu tiết tấu lên coi. Anh chịu đi quên rồi. Nghe rồi, cho ta ngủ lục đục hoài. Có gì lục đục. Anh bị đau bụng, đừng chạm anh. Ê, em bớt bừng mấy cái đồ bệnh nhân mình đi ơi lại như lắm. Để khích lệ tinh thần vì các bạn đã dậy đúng giờ, sáng hôm nay các bạn sẽ tiếp tục các hoạt động khám phá Ninh Bình. Điểm đến đầu tiên của các bạn sẽ là cố đô Hoa Lư. Galaxy Watch 5 Series mới, hiểu mình tối đa, linh hoạt bứt phá. Tới rồi. Yeah, tất cả chú ý. Một hàng ngang tập hợp. Dạ. Yeah. Tất cả chú ý. Ta đứng dưới này mà sao vậy? Một hàng ngang tập hợp. Lớp nghỉ nghiêm. Điểm danh Lâm có. Tuấn có. Tuấn có. Ngân có. Tôi có. Bắp có. Rít có. Hiếu có. Xin hỏi các đội đâu mất một thành viên rồi ạ? Hiếu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn một thành viên ở đâu? Để em sao rồi. Trường Giang hãy giải thích lý do vợ anh đâu. Như những gì trên hình ảnh các bạn đã thấy, ngã quỵ. Bây giờ bị ngộ độc thực phẩm rồi mọi người ạ. Có mệt quá hả? Không nhìn thấy được đường luôn á ba ơi. Đi qua quán ngồi em, quán mà. Qua đây. Ba ơi, sao mà thấy em mà cứ nó đang xoay vào. Nó xoay quanh đúng không? Đây, ngồi ghế đã. Thấy nó cũng xoay quanh thôi, chết em rồi. Có thuốc nhức đầu uống luôn anh cho nó đỡ nhức. Rít ra, rít. Em chạy qua bên quán game kiếm anh cái gì ngọt ngọt mà anh không rít. Thẳng chân ra. Và đang phải nằm để chờ bác sĩ với lại uống trước một cái viên thuốc than hoạt tính thì hy vọng là sẽ kịp cho cái hành trình tiếp theo của mình. Nếu không kịp thì rất là tiếc. Hy vọng là khỏe. Như vậy thì chứng tỏ là bao tưởng của chúng ta toàn là bao tưởng trâu bò. Tại vì mình ăn như vậy mỗi ngày quen rồi. Dạ, nhưng mà có cái điểm gì không anh? Hồi tối là anh thấy có cái điểm gì hay không? Em bác sĩ phẫu thuật phổ ơ rồi đó. Tại vì đưa bác sĩ vô đòn hoài. Em á, đợt Đà Lạt thì mặc áo bệnh nhân. Là đòn bệnh hai người. Hồi đó mặc bác sĩ phẫu thuật. Không, nhưng mà kỳ này thật sự là em đã giàu rồi. Bởi vì á hả, ekip tất cả các anh quay phim đều trực ở đây. Không ai trực đằng kia để có thể quay lại cái khoảnh khắc đó. Chương trình đời lái của em không. Tự nhiên cái chương trình mà bạn Thắng sản xuất á. Làm bắn cho Thắng cái clip nãy đi. Đâu được. Cực khổ lắm chứ bộ. Tự nhiên cái content của ta, cái tự nhiên là xin content. Ấy tệ là phải bao nhiêu? Sao mình có đổi là gì Vũ Lâm không? Rít đây. Dạ. Mùa sau mình có đổi ly gì Võ Lâm không? Dạ có chứ. Đổi thành anh Vĩnh Thụy đó anh. Thôi em cho lắc nước cho. Hy vọng là Nhã Phương kịp khỏe lại để tham gia hành trình tiếp theo của chúng ta.
Điểm đến đầu tiên hôm nay của các bạn là cố đô Hoa Lư. Với bề dày lịch sử hơn 1.000 năm, là nơi lưu giữ các di tích lịch sử qua nhiều thời đại, cũng như trở thành minh chứng lịch sử cho đất nước ta từ ngàn đời. Đây là di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam, nằm trong quần thể di sản văn hóa thế giới Tràng An, được UNESCO công nhận. Một bên thờ vua Đinh Tiên Hoàng, một bên thờ vua Lê Đại Hành. Đội đoàn kết sẽ đến đền thờ vua Đinh, đội hủy diệt sẽ đến đền thờ vua Lê. Yeah. Các bạn hãy nhanh chóng tìm ra một món đồ mà chương trình đã đặt sẵn ở bên trong hai đền thờ đó và mang về sân để chúng ta cùng tham gia một trò chơi. Ủa mọi người biết đường gì chưa mà đi dữ vậy? Kìa. Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng kìa. Ngày xưa gọi lên HTB đó, hãy gọi đến Đinh Tiên Hoàng một. Nhớ luôn đó, nhớ luôn đó. Nhỏ đúng không? Nhớ luôn. Quá trời quá đất. Đây. Đây phải không ta? Đây nè. Vua Lê Đại Hành. Có. Đây à, đúng rồi. Đây nè, đây nè, đúng rồi. Đúng rồi. Cái này đây. Đây luôn ha. Một cái vật. Đi xa. Quá dễ dàng để tìm kiếm. Cây cỏ lau là sao, để làm cái gì? Có bước lên không? Nghi lắm nha. Khoan, cái này là gì đó? Hay là nó là món vật hay của chương trình? Hay là món vật của chương trình? Đúng rồi, thôi đi thôi. Đồ khó quá mà. Đi đâu? Bạn mình mướn cái này đi thôi anh em. Ừ, đúng rồi. Vậy thôi. Giờ đi hả? Đi thôi. Trời ơi, đừng nói đi giật trâu nha. Không có đâu. Con trâu rồi đó. Có con trâu giữa đồng vậy. Quá đẹp. Tiền đình quá nè. Sao mày quá. Ôi rồi, cái đâu rồi? Đánh trận nha. Đi gì đó anh. Nhảy qua quá, vượt chướng ngại vật quá. Lý do mà chúng tôi yêu cầu các bạn đi tìm cỏ lau, các bạn có biết tại sao không ạ? Dạ không ạ. Chúng tôi đã nghe người em chúng tôi chia sẻ một nguyên nhân. Ai chia sẻ? Dạ. Dạ. Thì cỏ lau là cái trò mà hồi xưa Đinh Bộ Lĩnh lúc mà hồi xưa là chơi đánh trận giả. Nên là khả năng cao là chúng ta cũng sẽ đánh trận giả đó. Đánh trận giả. Mời Lê Dương Vũ Lâm cho các em nó hiểu thêm về cái này. Ở ngày xưa ở một làng nọ, có một cậu bé rất yêu quê hương đất nước. Thế nhưng một ngày nọ, giặc ngoại bang kéo tới, cậu bé thấy, ôi, giặc ngoại bang thật là ác độc và càn phá quê hương mình. Cho nên cậu mới rủ những chúng bạn xung quanh cùng lứa tuổi để hái những ngọn cờ lao để mà tập đánh võ. Tăng. Là trẻ em được dạng nghe. Là trẻ em được dạng nghe. Rồi bắt thằng bé ra nói dùm chuyện lên bây giờ. Dùm chuyện. Ở vùng đất Hoa Lư này có một lễ hội nổi tiếng gắn liền với cây lau. Đó là lễ hội Trường Yên, còn gọi là tập trận cờ lau. Diễn là sự tích Đinh Bộ Lĩnh, tức là vua Đinh Tiên Hoàng khi còn nhỏ đã chơi cưỡi trâu, chơi tập trận với các mục đồng, dùng các cây lau này để làm cờ. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ chơi một trò chơi mô phỏng lại trò chơi dân gian tập trận cờ lau này. Người chơi cưỡi con vật này vượt qua các chướng ngại vật. Sau đó cầm lấy cây cờ lau kia và chạy về đích. Sau các cuộc đấu, đội nào có tỷ số cao hơn sẽ chiến thắng. Hiện nay chúng ta đang có 2 đội, một đội 3 thành viên, một đội 4 thành viên. Dạ. Anh ơi, mình dư một người rồi. Em hát bên đó một người được chơi 2 lần à? Vậy anh làm con vật đi. Để em cởi hả? Dạ. Em cởi em chơi hả? Vậy, đội hủy diệt sẽ có một người chơi 2 lần.
các bạn thấy thế nào? Hiếu khỏe này, cho Hiếu 2 lần đi, được rồi. Không, nhiều khi mình chơi 3 lần, cái mình thắng hết 3 lần là xong rồi. Đâu có cần phải chơi lần thứ 4. Dạ. Ghê không? Đùa non háo đá anh ơi, em sẽ đá một phát. Không, nó nói đúng đó. Bây giờ cầm tiên lai. Em với anh Quỳ. Cầu khỉ khó đi nha. Bắt đầu. Bắt đầu. Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Tần 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 tần. Mình chơi băng minh đi. Thế sao? Ai đi trước? 1, 2, 3. 2, 3. Rồi thắng đi sao? Thôi Minh Giang nha. Em lớn rồi nha Ngân. Tấu hề quá ha. Mới tới khúc này rồi. Mới tới khúc đó rồi, giờ tấu hề 3 tiếng rồi. Quy ơi, rất là đi lại với Quy nha. Rồi Ngân, bật Quy lại. Khó đó vậy. Khó, khó vậy đó. Khó nha em. Không mà phá nhau luôn không? Không thà không ăn dày hả anh Giang? Không cần phá nhau đâu các bạn à. Dũng. Dữ vậy. Dữ vậy. Wow. Hấp đi, hấp đi. Quy lại, quy lại nha Quy. Quy ơi là Quy, Quy 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 Quy. Không có đánh bổng nha. Ghê quá ha. Trời đất ơi. Đây liên tục đi đã. Trời đất ơi. Gác lên. Quay 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 quay. Hay quá Quy ơi, đúng là con thỏ. Hay quá. Dạ, quá luôn. Hay quá. Luôn. Hay quá. Luôn. Luôn. Hay quá. Chết chết rồi. Chết con thỏ rồi. Trời. À, ấy đâu. Hello mọi. Hello anh. Gót cái mi rồi kìa. Trời vô trọng mệt lắm á. Kẹp lại nè. Sao vô được cái con đó, sao vô được ta? Đây nè, đã vô vô nha. Ờ, cảm ơn Ngân. Ây da, ây da, trời ơi. Ồ. Trời ơi, sao lá rồi, lá rồi, chạy về. Trời ơi. Chán ghê luôn á. Nãy không có tập trung. Này quá anh Quy ơi. Trời ơi. Con bó kìa. Chạy, chạy, chạy. Rồi luôn. Trời ơi, mạnh như vậy. Trời ơi. Quá. Rất trời quá. Trời ơi, mạnh như vậy. Trời ơi. Nữ quan giác cao lên ta. Lộ chuyện, cho ta về đi. Ờ. Ngay thiệt luôn. Con bó thật. Quy ơi, đàn ông ơi. Lời kéo khủng khiếp quá. Lời kéo khủng khiếp quá. Trời ơi, vừa nói đàn ông té luôn. Giật luôn cái con đó quá. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Đồ nó cướp con ta luôn. Chán rồi, nó cướp ngựa luôn rồi kìa. Trời ơi, cái này là một pha phân lỗi mà.
Mày ơi, hey, cao lên Huy ơi. Cố lên rồi, cố lên. Cắt cắt. Đó thôi, thôi, thôi. Nữa. Rồi, đúng rồi, thắng cuộc. Thúy Ngân, Bùi Bách. Yeah. Mệt em ơi, anh chơi thì còn không nổi đâu. Mệt. Cái nhung nhung mới mệt. Cái này mệt lắm á, phải giỡn đâu. Em chơi Ngân mà. Giờ tới ai? Tôi đại diện cho đội tôi xin phép mời Lý Vũ Lâm. Rồi. Một tràng tay cho tôi được không ạ? Đội mình cử ai ạ? À? Em đó. Rồi, tôi xin cử Hiếu thứ hai ạ. À. Ok luôn. Lê Dung có lắm. Trời ơi, cái miệng này nữa. Cánh tay của tôi. Em ơi, thở nổi rồi nha. 3, 2, 1, go. Gì vậy? Sổ xì tới đây. Em cười quá. Rồi, ai thắng là lần đó. Kỳ quá à. Trời ơi, Lâm hay vậy? Tè. Tới rồi mà Lâm. Chưa tới. Chậm mới chắc, đi nhanh là té. Lâm. Chậm qua đi cũng chậm được. Lại, chậm hơi Hiếu, bình tĩnh, giữ thăng bằng Hiếu ơi. Rồi Hiếu. Hay, hay. Hiếu chạy. Chết rồi, Hiếu cắm đầu. Đúng rồi, qua luôn. Qua Hiếu, đúng rồi. Ủi đi anh Lâm. Lâm ghê lắm, đừng có gỡ. Ủi đi anh Lâm. Lâm ghê lắm, đừng có gỡ. Ủi. Trời ơi anh Lâm kìa. Đúng là đô vật. Bây giờ Tùng Nai. Hiếu nhìn thì chưa kịp đâu, Lâm đâu. Lâm ghê lắm, Lâm con có cái máu văng manh đậu. Kéo lại à. Anh bỏ lại thôi, bỏ lại. Cao quá. Ôi, đáp đi, cao quá. Lâm ơi, Lâm. Lộn mèo quá luôn. Ủa, hai ơi. Trời ơi. Sao mọi người nhảy cao thế? Cắm đầu. Trời ơi. Cắm đầu. Trời ơi. Cắm đầu. Ủa sao bóp hết người ta vậy? Đăng quanh. Đăng quanh. Trời, kéo Hiếu lê lết đầu nghiệp không? Qua chung. Qua chung phải không? Ừ, vậy thôi. Cái đó sao vừa hai người? Nhanh lên anh Lâm ơi! Qua luôn! Gì rồi? Tạm được rồi! Chưa vô đâu thằng ơi! Vui lắm, khó lắm! Khó không anh? Nó làm bằng cái gì? Cao su hả? Cao su hả? Kẹt cái đầu ơi! Người ta đai đồ quần áo, ở đâu đai đồ thồ người ta đi. Đó đó! Đẩy một cái vô nè! Tập á! Vô đi! Anh Lâm thôi, người để cho ông Hiếu vô để có cái lỗ ông chui theo. Chết! Vô! Chuẩn bị đi. Mệt quá. Nghĩ đồ lại. Hiếu ơi. Cái này mới quan trọng nè. Lâm ơi. Đuôi đi. Hên. Mày nhanh lên Hiếu. 3, 2, 1. Chưa. Qua đây nữa. Hay quá Lâm ơi. Em thôi. Sao rồi em ơi? Hay quá Lâm ơi. Em tự hào vậy anh. Mệt quá. Mệt nha. Tiền đình luôn á phải không? Mệt lắm luôn. Chết rồi. Anh bị ruột thừa. Đang chơi. Vậy anh chơi anh Giang đi. Anh Giang bị gì? Anh Giang. Chào 3, 2, 1, go! Go! Khó quá tôi chạy đi qua cũng không qua được đâu.
Anh đi trước. Không, bây giờ đi phải đi theo kiểu quân nhân. Là sao? Đu dứ. Sao? Đu dứ. Thôi chết đi. Đúng rồi. Em nghĩ ra đu dứ. À, cái da cứ bắp mà cứ rồi thấy cái chân đó là thấy qua không xong được mấy bước rồi. Đừng có xô nhúng nhúng ra nãy ơi. Ủa hay vậy? Hay vậy? Trời quá vậy. Ủa hay vậy? Hay vậy? Hay quá. Cố lên Tuấn ơi. Tuấn ơi, tôi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Giữ lực, giữ lực. Nhẹ nhàng. Viết ơi. Đi đàng hoàng Viết. Nhúng một cái thật mạnh nha. Quá, nhúng cái thật mạnh mà. Đi bước chân xeo qua đi. Lẹ đứt rồi. Qua luôn. Bước chân qua xeo luôn. Từ từ thôi. Thở, đúng rồi. Quá. Cái gì vậy trời? Anh Tuấn ơi, anh cho con nó đi ăn cỏ đi, từ từ chờ em với. Rồi, đợi xíu nha. Đi rồi, em đừng có ống hề nữa, em đè giùm anh đi đít. Trường quá anh ơi. Xe. Xe. Trời ơi, anh hổ sao vậy? Không phải chuyện nhân hệ gì. Đi mà. Chưa được. Trời, đi vậy không nổi nữa. Đít. Trời vậy kỳ á. Được rồi, được rồi. Cho qua đi. Nắm cái đuôi, nắm cái đuôi nó. Tấn về là cái rồi không luôn. Đâu thể. Từ từ thôi, không cần gấp gáp. Ai da, ai da. Nắm cái đuôi đó, nắm cái đuôi. Nắm cái đuôi. Đúng rồi. Ai da rồi, anh Tấn ai da rồi. Chú qua đi, chú Tuấn qua. Tuấn mệt rồi, Tuấn ruột thừa yếu lắm, đánh đi. Ủa cái này vô sao? Chú quá lẹ. Ủa cái kẹp cái đít. Hay quá. Cái đoạn về nó canh. Em ơi, cố lên. Đúng rồi, cái đoạn về là liên tục á. Xóa liên tục á. Giữ nó đi đồ đẩy luôn. Anh ơi, anh Tuấn qua không được đâu. Mệt lắm luôn á. Về Tuấn ơi, đừng có về. Đường dài lắm. À nó cấn vô à đau quá. À, cái đầu cấn vô. Cấn đầu kỳ vậy. Ai da, ai da. Cố lên Tuấn. Tuấn ơi, cố lên. Viết ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Mạnh mẽ lên nào. Viết ơi, mạnh mẽ lên. Hay không? Thấy không? Mạnh mẽ lên. Lẹ Viết ơi, tưng đuối rồi. Khúc này là bị đuối rồi. Lên. Mệt quá. Mệt, biết là mệt. Khúc này là anh bị ruột thừa. Ông lại, ông lại. Hả điều, hả điều. Hai, ba. Yeah. Dậy. Hai, ba. Mình thở đau quá. Mạnh lên. Chỗ lên. Mệt rồi. Mệt rồi. Thở không nổi rồi. Thôi mà, thôi. Anh đau quá. Em làm được. Cha mẹ lấy cho em. Nhớ. 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 Hay quá, hay quá. Nhớ. 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 Hay quá. Ruột anh đau quá. Lên 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 lên. Ổn rồi, đẹp, giỏi quá rồi, giỏi rồi. Mệt quá. Người chiến thắng là kìa Minh Tuấn. Trời ơi. Ông cái này mệt lắm mọi người ạ. Mệt lắm. Khủng khiếp lắm. Y tế ơi, chăm sóc anh của em bưng mũ rồi. Trời ơi, anh ngồi xuống đi. Chết rồi. Bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật đâu? Bác sĩ. Bác sĩ đâu rồi? Bác sĩ khâu là cho em. Bác sĩ khâu mà mặc áo luôn hả? À, đau quá bác sĩ. Hình như bác sĩ để quên kéo vô trong rồi. Quên rồi, lấy kéo ra. Tội nghiệp anh tôi. Trời ơi. Quá khủng khiếp. Em đập đầu gối xuống. Có squat đề. Đó là sao vậy? Mới bị hả? Thờ thờ thờ. Em đập đầu gối xuống đất. Mới bị hả? Từ 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 từ. Chấn thương hả? Nó đập đầu gối xuống đất á. Hôm nãy em chui vô qua vừa chui qua đập đầu gối.
Kéo bóng bự lắm. Quá chứ nó bự quá. À coi vậy thì thôi khỏi vậy khỏi. Tụi gì tụi quần đi. Ập vô đâu được ra coi. Ập luôn ập. Đã. Rồi, rồi. Đưa lên, đưa lên, đưa lên, đưa lên. Y tá rồi, y tá rồi. Đau quá, đau. Đi ngồi chứ đi. Đào. Ai vô? Ôi, nhỏ quá. Cục tối. Lấy cái dù che xung quanh. Ở đây, đây, đây. Rồi, che. Cái ra lấy đâu? Đây, không che cái. Đây, nó sưng quá rồi nè. Ghê vậy? Nó sưng rồi. Có bị bầm gì không á? Có chừng nó bị bong gân luôn á. Đau. Bớt được bác sĩ. Đau lắm á. Ở trên có bị không? Đau. Ờ, ok. Hèn chi thế, tôi nói cho nó quỵ luôn rồi. Nó cố gắng á. Không sao đâu, mẹ tròn con vuông rồi, không sao đâu nha. Đâu, bình thường. Đứa con đâu rồi, đứa con đâu rồi? Con trai nha. Trai gái. Ừ, con thương nha. Cười cho con đẹp. Bú chú ba, giống ba, giống mẹ. À, bú sữa đi kìa. Giống ba nha, giống ba nè. Đặt tên gì ta, đặt tên gì? Vập gối. Vập gối. Đặt vập gối. Trời, anh diễn thiệt kìa, anh vẫn còn ẩm luôn kìa. Ghê chưa? Chú ơi. Nè, con này hung con đi. Ủa Huy anh làm gì vậy? Tự nhiên anh giống như lần người ta đây. Chồng chị. Nè con anh nè. Lấy cái vô lại đi. Gần. Đỡ anh đem về thử đâu mà. Từ từ nhẹ nhẹ ra. Em ngồi xuống đứng lên thử. Trời ơi. Đẩy cái ghế vô liền. Ê, sát vô. Từ, để biết. Thì góc bữa ở đâu? Không. Ok, vậy không sao. Rồi, nó không mềm ngoài. Ừ. Nó bị đập xuống ngay cái chỗ cái gì mất kìa. Rồi, bây giờ trong cái đội hình này là bên đội tôi. Tuấn thì coi như cũng bị hẹ ruột. Hiếu thì mới vừa chơi xong. Dạ. Thở không nổi. Quy thì dây chằng. Anh đứng lại đó. Hả? Nãy mới đi khỏe lắm. Đã bị bắt. Không. Gì vậy? Cái với dây chằng nó quan trọng lắm. Thôi nên tôi là anh chọn Quy. Ủa? Anh em chơi. Rồi hai người sẵn sàng chưa? Sao nghe? Khi nghe hiệu lệnh của tôi, hai người sẽ xuất phát. Nghĩ. Nghiêm. Ủa? Chuẩn bị. Em lộn chương trình không vậy? Xuất phát. Ôi, lo hỏi không à? Cẩn thận nhanh giác. Cẩn thận nhanh giác. Không hề có gì à. Đây em. Em là dây chằng nha. Đồng ý. Em tự đúng. Em tự đúng rồi. Đâu có làm gì đâu. Nó thổi thôi. Sao thổi đứt người ta vậy? Nhọn không? Nhưng vậy mà thổi đứt người ta. Thổi cái rung cái đứt. Trời ơi. Đứng lên cộng dây thừng anh Giang. Tụi tao không đụng nha. Thì đó em đụng lên đâu. Anh Giang ơi. Ôi sao đụng như thế. Ôi bờ lan tóc rối bờ móng kia xinh. Hay nha anh. Ủa? Qua rồi kìa. Ghê là đúng. Trời ơi ghê quá. Trời ơi ghê quá. Mập mà lộn hay ha. Trời ơi người ta đi tới đó rồi kìa anh Huy ơi. Ngủ ngắn kìa. Đi ngắn hả? Bún dễ. Anh nói chân anh ngắn nên là lợi thế anh Giang ơi. Hay quá. Quá luôn. Hay quá. Cố lên. Rồi, tới sát đất kìa anh Giang ơi. Cố lên. Chết chưa? Đi lại đàng hoàng. Thấp hơn anh Huy ơi. Thôi được rồi. Anh Huy. Tuy là tuổi già sức yếu, nhưng anh ta vẫn đang cố gắng cưỡi con từ lộc. Nhìn xa anh ta như một ông già Noel đang cầm bó quà gửi đến tất cả các em thiếu nhi. Hay quá anh ơi. Nghỉ thở anh Giang ơi. Con từ lộc đã phản của Huy rồi. Chỉ cần tiến lên phía đông. Anh ơi. Huy ơi. Mở rồi. Anh Giang ơi. Anh Giang nó mệt rồi. Con Giang ơi.
mệt quá rồi. Trời ơi, hay quá, hay quá. Trời ơi, mệt lắm. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, nhà anh giống như một thiên thần có cánh. Trời ơi, vậy là anh Giang cũng anh làm rồi. Gì vậy, làm trò gì vậy? Hồi nãy đã đáng lẽ anh về được rồi. Tính anh vui giỏi quá. Anh lấy trò thọ của lưng anh. Rồi người ta làm tấn luôn. Quá ghê. Tôi đã về đất rồi anh em. Lỡ ngư dông, lỡ ngư dông. Chúc mừng đội Hủy Diệt đã chiến thắng. Đội thắng, các bạn sẽ có phần thưởng trên xe. Hy vọng sau khi nghỉ ngơi thì tình hình sức khỏe của các bạn sẽ tốt hơn. À, chúng tôi cần bác sĩ thôi, tôi không cần ăn. Cho người một bịch đạm đi ạ. Địa điểm tiếp theo của chúng ta sẽ là rừng quốc gia Cúc Phương, nơi lưu giữ rất nhiều bảo vật quý báu của Ninh Bình. Đoàn mình thiết kế cái xe lăn không ạ? Đoàn mình thiết kế cái xe lăn không ạ? Xe lăn đi rừng, anh lăn em xuống núi hả? Trong chương trình này, dù anh em có ai có bị đau, đớn, vấp ngã, gục ngã trên đường đời, chúng tôi vẫn luôn bên cạnh, bởi vì không có thể nào mà anh em bỏ nhau trong chương trình. Hai ngày một đêm tự do tự lo. Hey. Cho đoàn cho lên ngồi chung luôn anh. Dạ. Ngồi 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 phía trước. Trước đi. Rồi cho wow. Lên. Wow. Mình nào lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta giang hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta kéo sớm một nhà. Xoài bay vết bẩn lưu hương bền lâu. Chúng tôi thấy Nhã Phương đã quay trở lại. Sức khỏe của bạn thế nào rồi ạ? Dạ, dạ em đã khỏe lại và cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho em, yêu thương em ạ. Và xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này. Wow. Thôi xin lỗi, phải gì đã ăn đi ạ. Dạ nãy mới ăn xong. Xin giới thiệu với các bạn, Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Hệ sinh thái đa dạng, mang đặc trưng của rừng mưa nhiệt đới. Năm 2022, Giải thưởng Du lịch Thế giới đã vinh danh Vườn Quốc gia Cúc Phương là công viên quốc gia hàng đầu châu Á. Đúng dịp này, chúng ta tới thăm là kỷ niệm 60 năm thành lập Vườn Quốc gia Cúc Phương. Wow! Xin chào các. Xin mời các bạn cùng chào đón hai khách mời sẽ cung cấp thông tin về nơi đây. Wow! Xin mời hai anh. Đồng nhiệt chào mừng tất cả các nghệ sĩ đến tham gia chương trình Hai Ngày Một Đêm tại vườn Cúc Phương. Chào anh, chào chương trình Nhã Phương. Chào anh, chào anh. Xin mời hai anh giới thiệu thêm về vườn quốc gia Cúc Phương. Rất là vui được đồng nhiệt đón chào đón các nghệ sĩ và tất cả các ekip đến với vườn quốc gia Cúc Phương trong chương trình Hai Ngày Một Đêm. Vườn quốc gia Cúc Phương là một trong vườn quốc gia được thành lập đầu tiên của Việt Nam, làm công tác cứu hộ bảo tồn như là giữ lại các hệ sinh thái nguyên bản cho Việt Nam. Với diện tích 2.408 hecta được nằm trên 3 tỉnh, đó là tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Với tổng diện tích 22.408 hecta thì Cúc Phương có khoảng 51,4% là diện tích rừng nguyên sinh. Ngoài ra thì còn có các khu vực vùng đệm của vườn quốc gia cũng có người dân địa phương cũng như là vùng rừng phục hồi sinh thái. Wow!
Nè, sinh nhật 60 tuổi của Cúc Phương đó, mình hát tặng sinh nhật cái đi. Rồi. 2, 3. Happy birthday Cúc Phương. Happy birthday Cúc Phương. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Cúc Phương. Mình sinh nhật là thổi đi. Thổi, thổi giùm em cái. Thổi mình Kim Lâm à. Lâm ơi. Bây giờ, xin mời tất cả mọi người cùng tham gia vào một hoạt động ý nghĩa, đó là thêm xanh cho cánh rừng già. Xin mời các bạn di chuyển đến chỗ trồng cây của chúng ta. Vâng, mời các nghệ sĩ, và mời tất cả các ekip bạn. Tôi thường đi về rừng cây. Vào đi ạ, đây là nơi chúng ta sẽ trồng cây cùng với các chú Kiểm Lâm ạ. Rồi bây giờ anh chị cho em đi, em chuyển qua nha. Anh Bảy đúng không? Anh Bảy sẽ di chuyển cùng với nhà này luôn. Em di chuyển qua cho anh Bảy nha. Anh Bảy sẽ di chuyển cùng luôn. Em sẽ cầm vào thôi, xong sau đó xoay. Thấy mình di chuyển cùng luôn. Nặng quá. Sẽ di chuyển cùng luôn. Năm ơi, năm ơi, bên đây, năm ơi. Tiếp tục một cây lắm rồi. Một cây thứ hai. Cùng nhau. Quân lại. Đây này. Đường này luôn. Cái gì? Nặng quá, dành Kiểm Lâm. Vâng. Cây này cứ té vô. Mình sẽ di chuyển bên này. Được rồi. Nước nữa. Nè, chuyển luôn nè. Tụi em trồng này trong 10 năm sau tụi em quay lại thăm cây này. Sau này khi 10 năm sau thì các anh sẽ có cây này, sẽ có quả và có hoa và có quả. Cái này là cây đã trưởng thành. Cây này chính là cây trò chỉ nằm trong nhóm cây quý hiếm tại vườn quốc gia Cúc Phương. Cây trò chỉ là có trị bệnh hay gì không anh? Là cây trò chỉ này cũng có một cái đặc tính khá đặc biệt, là thân cây luôn luôn có xu hướng vươn lên trên cao để nhận ánh sáng mặt trời, và những cái cành nhánh bên dưới rất tự thể thưa và thân thì tròn thẳng. Ngoài ra thì cây trò chỉ này hiện nay cái giá trị sử dụng thì nó nằm trong cái nhóm gỗ quý hiếm, cũng như là nhóm có giá trị bảo tồn, cũng như là có giá trị về kinh tế rất cao, và người ta thường sử dụng nó để làm cột buồm, cột nhà sàn và có thể dùng để đóng vỏ tàu thủy. Mọi người có thể sẽ tham gia và bắt đầu vào cái quy trình để trồng cây trò chỉ đi. Tháo màu. Hai, ba, bốn. Về nơi đây cần một bầu trời mây bay, một khoảng rừng bao la để mình được cùng ngân nga, tìm về một mái ấm thân thương bên ta không còn xa. Sơi sơi đào mình cũng sơi sơi đào, tới nước nào mình cũng tới nước nào, chút lấp lem thêm một chút lấp lem cho mái ấm một loài. Anh Tuấn ơi, anh thấy cây đang cười với chúng ta hay không? Nó đang cười nát nẻ. Wow, cây đang nói với chúng ta điều gì vậy anh? Tôi rất yêu hai bạn. Anh đừng có đụng vô cây của tôi. Đau cây của tôi. Sao cũng cộng với tôi mà hãy kiên vô quá vậy? Cái tôi kêu anh diễn không diễn với tôi. Việc trồng cây chúng ta rất nhiều giá trị về ý nghĩa của nó. Ví dụ như là sẽ chống xói mòn đúng không anh? Đặc biệt là những khu rừng như thế này, chúng ta sẽ tạo một môi trường sống lý tưởng các loài động vật cũng như những loài thực vật khác. À, cho mình hỏi các bạn ơi. Hai bạn đi đâu vậy? Chúng tôi là thuyết trình viên về lợi ích của cây xanh. Cây này nhờ gì mà sống? Đâu thuyết trình viên nói. Cá sống nhờ nước, cây sống nhờ đất đai, môi trường. Lấy ánh nắng mặt trời bằng cách gì? Nó sẽ quang hợp và tỏa ra hút khí O2. CO2, thở oxy anh ơi. Anh Bảy thân mến, là cảm ơn Bảy đã hỗ trợ tụi em trồng cây như này. Về phía vườn quốc gia thì rất là cảm ơn chương trình 2 ngày 1 đêm. Về phía vườn quốc gia Cúc Phương cũng có những món quà tặng các nghệ sĩ. Bữa giờ quay có ai tặng quà gì đâu. Được các anh được tặng quà quý quá. Em cảm ơn anh. Sách Ký Họa và Cúc Phương. Dạ em cảm ơn anh, quá trời ý nghĩa rồi. Ký Họa Cúc Phương, vườn quốc gia Cúc Phương. Thì em cũng thay mặt cho mấy anh em ekip trong đoàn phim 2 ngày 1 đêm cũng như là nhãn hàng Omo sẽ gửi đến một món quà nhỏ nhỏ của mình để góp một phần công sức vào cái việc mà tạo một cái màn trắng xanh ở tại Việt Nam mình, đặc biệt là tại vị trí nơi đây, vườn quốc gia Cúc Phương. Và đây thì tụi em xin được trao tặng cho vườn quốc gia Cúc Phương là một món quà, là số lượng là 1.000 cây giống để mình có thể gieo trồng màu xanh. Wow. Yeah. Thay mặt cho vườn quốc gia Cúc Phương xin cảm ơn tất cả các nghệ sĩ và các bạn
trong chương trình 2 ngày 1 đêm đã đến Cúc Phương, đặc biệt là tặng 1.000 cây xanh cho vườn quốc gia Cúc Phương, và hy vọng những cái hoạt động này sẽ được nhân rộng ở rất nhiều các vườn quốc gia khác để rừng chúng ta ngày càng xanh sạch hơn, và những cánh rừng già như vườn quốc gia Cúc Phương luôn luôn giang tay chào đón tất cả các bạn đến với Cúc Phương. Cảm ơn các bạn. Theo của chúng ta sẽ là để di chuyển đến khu vực trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển các loài sinh vật, trong đó có trung tâm cứu hộ linh trưởng. Rồi chúng ta đi thôi. Rất nhiều. Đây bị rộng 20,000+ luôn hả anh? Vườn quốc gia Cúc Phương thì rộng 22.408 ha. Wow. Khu chuồng nuôi này đó chính là loài vọc mông trắng, hay còn gọi là vọc quần đùi trắng, hay còn có cái tên khác là vọc Cúc Phương. Bởi vì loài này có một cái đặc điểm rất là điển hình, đó chính là có một cái phần lông trắng ở mông. Là loài vọc trà vá chân xám. Loài này được mệnh danh là cũng là một cái loài vọc mà nằm trong cái nhóm vọc ngũ sắc, cấu tạo cơ thể rất là đẹp. À, đẹp ha. Ê, bạn trai cá đẹp không? Đi coi. Ê. Cho hải xin ăn hay gì? Trời ơi, cưng ghê chưa? Sinh. Tên là Sinh nữa. Cái đấy. Tên của nó hay là tên nó đấy. Tên nó là Sinh, đây là nickname mình đặt cho nó thôi. Thì cái mặt kia cũng Sinh luôn kìa. Sinh ơi. Sinh à. Sinh ơi, Sinh ơi. Sinh ơi. Mới đến. Sinh ơi, Sinh ơi. Bạn này. Đúng rồi. Đâu? Ai? Ủa? Hai cái giò đó để vậy. Ừ. Nhớ nha. Ê, mày thấy rõ luôn nè anh. Thấy nguyên bản luôn kìa. Đây nè. Trung bộ. Ê, ồ, anh có gì bà kia bà bự ghê chưa? Ôi, bà nấp rồi. Kinder Mocho mới. Đói đói rồi, mua cho thôi. Rồi, tới rồi. Ngôi rừng của chúng ta. Trời ơi, cây bự quá kìa. Anh em tự tỉnh lên coi. Say. Xin chào. Tại vườn quốc gia Cúc Phương, các bạn sẽ tham gia vào một thử thách có tên là về rừng. Rồi về rừng hả anh Lâm? Về là đúng rồi đó. Người ta về với rừng. Các đội sẽ cùng thực hiện một cuộc chạy đua. Trong quá trình chạy đua này, các bạn phải vượt qua được các thử thách trên đường đua mới được chạy tiếp đến và về đích. Để quyết định đội nào xuất phát trước, các bạn sẽ ghép các hình ảnh đúng với tên con vật đang được bảo tồn ở đây. Đội nào ghép đúng hết sẽ xuất phát trước. Đội còn lại sẽ xuất phát sau đội thắng 1 phút. Bắt đầu. Vô. Ủa anh đội nào? Dị quán. Tàu lao. Đây là gì vậy? Xong rồi. Bên này sai à? Đã rồi, xong. Sai luôn. Bảy. Này đúng rồi cô. Bảo liền. Đúng rồi. Rồi, xong rồi ạ. Sai tiếp ạ. Con đùi con này. À, con mới là con đùi. Không, này đúng rồi. Đúng rồi. Cái này đùi, cái này sai nè. Đúng chưa? Sai luôn. Xong ạ.
Đúng rồi. Để trả này lại. Em này, có đầy chai này, còn những đầy chai này. Yes! Lại là Quy, không kịp đâu. Nhanh lên ekip ơi. Nghệ sĩ chúng tôi phải diễn những cái cảnh mệt mỏi, yếu đuối là quá rồi, quá đủ rồi. Hãy để chúng tôi sống theo cái bản năng của mình, là mạnh mẽ, là nhanh nhẹn đấy. Nè, đây là bông này bị bắt trước nè. Thôi chờ đợi tôi. À, ủa đợi tôi đâu rồi? Được. Hết sức rồi. Nhanh lên ekip ơi. Nghệ sĩ chúng tôi phải diễn những cái cảnh mệt mỏi, yếu đuối là quá rồi, quá đủ rồi. Hãy để chúng tôi sống thật với bản năng của mình, là mạnh mẽ, là nhanh nhẹn đấy. Kéo anh đi mấy đứa ơi. Nói mai chung à. Đi. Nhanh lên Giang ơi. Ủa gì thích đau hả thích? Thốn. Đáng lắm. Ủa nãy ban đầu chạy chưa cố giờ đi bộ vậy? Mệt. Bên kia chứ cũng giống như mình thôi. 1, 2. Thôi được rồi, cũng bỏ xa mấy người kia. Sao em nghe tiếng của ngừng xa xa vậy ta? Cung cu, cung cu, chim rừng ca trong nắng. Im nghe, im nghe. Sao nè? Ve rừng kêu lên miên. Ve kia sao? Ủa? Năm đây ngồi trên đường tung tăng vui cả ngày tháng. Giữa trên giường ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Hai đứa bệnh luôn á. Một đứa hư đầu gối, một đứa hư cái đầu. Đi mình sức bền mà anh em mình cardio mà. Cố lên anh. Anh mệt quá. Anh mệt quá. Ê, anh phía trước rồi, phía trước rồi em ơi. Đi đi, phía trước rồi. Cố lên, nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Tới rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Này là gì đây? Tất cả thành viên sẽ uống hết một chai nước ngọt không đường có gas này. Sau khi uống hết, trong vòng 30 giây, không ở sẽ vượt qua. Hết một chai. Một chai. Chính xác. Wow. Ê, bên đây anh, đi không anh chị? Uống nha. Trời ơi, sao được? Anh là chùm ở, chương trình làm khó anh rồi. Đừng có dốc lên Hiếu, từ Hiếu. Hồi nãy mình trồng cây gì mọi người? Cây trò chỉ. Đúng rồi, mọi người có biết sự tích cây trò chỉ hay không? Dạ không. Sao ạ? Sự tích là như thế này. Ngày xưa, ở trên thiên đình, lúc đó có 7 nàng công chúa. 7 nàng công chúa đó mới trốn Ngọc Hoàng Thượng Đế để mà bay xuống Trần gian để mà chơi. Trong khi bay qua bay lại trong khu rừng này, thì lập tức một cô bị dướng cây vái trên cây. Hả? Sắp kết thúc rồi. Chị xong nha. Qua làng. Em thề cuộc đời em chưa bao giờ em uống chai nước ngọt luôn mọi người. Bình thường là em nhiều lắm em bực một hớp, bây giờ em uống hết một chai. Quá trời rồi. Tới rồi. Anh là chùm ở, thông cảm cho anh. Từ từ, đang ghi hình. Chết rồi anh ơi. Ừ, nhanh lắm. Từ thôi, chậm thôi. Đang ghi hình ơi. Đang ghi hình anh ơi, chậm thôi, từ. Chưa xong. Rồi, giờ sao? Đó, chương trình là vậy đó. Xong chưa? Mệt quá. Đội hủy diệt đã thành công. Rồi, đi em ơi. Go. Ủa, chưa hiểu gì hết trơn vậy? Biên tập chạy nhanh lên. Biên tập bắt trò chạy đi, tôi sai sát đích rồi nè. Trời ơi, biên tập cho ca bao nhiêu tiền tập gym. Trời ơi, chết tôi rồi. Bấm vợ tôi nha. Anh chị nó. Nhìn vợ nãy. Trước khi đi uống nửa chai nước rồi. Cùng nhau nè.
Chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách này. Rồi đi, qua. Nói đây. Rồi. Cảm ơn cả nhà. À, rồi. Mẹ ơi. Phải cho vô trong này. Cho vô trong này. Ê, mình chạy nhanh xíu cái đội kia không? Đi. 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 Chút nữa cho mình anh nhanh đi vô trong kia rồi kiếm cái cây bự. Bây giờ không cố gắng thì đâu còn cơ hội gì nữa. Đúng rồi. Chứ bỏ mẹ già chúng ta đó đi. Bỏ mẹ già chúng ta sẽ quay lại rước mẹ. Mình tự đợi rồi. Ui. Điện động viên. Đi theo mẹ đi. Đi. Mẹ ơi đợi con. Thôi thôi chạy, thôi chạy, chạy anh em ơi. Thử thách tiếp theo, ăn sao cho được. Mỗi đội cử hai thành viên, trong vòng 45 giây dùng miệng xé và ăn hết cái bánh là thành công. 3, 2, 1, bắt đầu. Lẹ. Quá hay rồi, gơ rồi. Nó giữ rồi. Mang đi. Kéo xuống dưới anh Tuấn, anh xuống dưới. Giữ đi. Anh xuống dưới đi. Xuống như này. Được. Rồi xong rồi. Ok. Chạy. Các bạn hoàn thành thử thách trong vòng 33 giây. Đi, rồi đi. Ê, tắng rồi kìa. Bên kia đi rồi kìa. Bên kia đi luôn rồi hả? Thôi kịp á, mình nhanh lên đi là mình kịp. Đầu. Cắn được. Cắn được. Vô. Rồi. Kể cho nó tét ra. Ê, có chừng rớt cái bánh. Đúng rồi. Ăn đi Lâm, ăn đi Lâm. Hay quá Lâm ơi. Thử. Rồi. Thời gian hoàn thành của các bạn là 27 giây. Đi. Trời ơi, nhãn hàng bánh ta sợ tôi. Nhãn hàng ơi, tôi muốn em lên xin. Một, hai. Nâng có người. Dữ sức Phương ơi. Làm sao? Tới rồi. Anh em ơi. Anh Tuấn ơi. Phải đi cùng nhau mọi người ơi. Trời ơi, Tuấn. Anh Tuấn ơi, ráng rồi, tới rồi. Gì vậy? Dưa hấu hả? Nhiệm vụ của các bạn là ăn 3 miếng còn lại giống như miếng rỗng chúng tôi đã làm mẫu sẽ thành công. Và sau khi ăn xong, các bạn phải giữ miếng dưa hấu đó trên đầu đến cuối cuộc đua. Kìa, bên kia kìa, lẹ đi tới rồi kìa. Rồi. Thôi. Đặt hết rồi. Lít rồi. Em từ thôi, lít rồi. Em đang bị chấn thương mà, lít rồi. Không à. Giờ cũng ngon rồi đó. Phụ, em ăn hai trái rồi. Anh miệng đã được thừa. Mẹ, ta về trời đây. Ông tiên dưa hấu không? Hãy giúp con. Được rồi. Thôi đổ đồ ha. Nào là cho anh nghe đâu. Hoàn thành. Chị ơi. Dạy đây đi chưa? Đội đoàn kết, thành công. Chạy. Mình sẽ có hai đường đi, bên trái hoặc bên phải. Các bạn chọn bên nào? Phải. Rồi đi. Hồi nãy không đi bên trái thì em có điềm lành hơn.
Ở nhà không có tiền mua dưa hấu, vô đây ăn đứa nửa trái dưa hấu. Từ nay về sau không ăn dưa hấu. Nè, cái này sẵn nhất nè, Hiếu. Lên gọi. Đi ăn, đi thôi, let's go. Em em đẩy sung quá, em đẩy hai trái. Thiệt, tội nghiệp em quá, rớt nước mắt. Đó mệt. Sao giống như mình trước mà mình chọn đường sai vậy trời. Ừ. Chứ hắn mà mình được gì vậy ta? Mình được tình yêu thương của khán giả. Đúng không? Em gái ổn không? Em mệt ra. Trên mặt nha. Trên mặt ha. Mệt là do bụng no á. Hồi nãy nửa trái của em nó cũng ít rồi nha. Mà em ăn không nổi nha. Đâu bằng anh mà. Ý là em ăn được 3/4. Ok. Em 1/4 còn lời. Rồi ruột anh già em rồi. Anh tốn thôi thì đây là giờ trên xe cái người mà vậy là anh tốn rồi. Không có, tại anh ăn nhiều quá, anh đỡ cho các em. Cuối con đường đã có tia hy vọng. À. Chạy về. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành chặng đua về rừng. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về cuộc đua này? Dạ man. Dạ, kinh khủng. Dạ man. Quá khủng khiếp. Nóc một cha cu ca không cho ở hơi. Ăn cái bánh. Ăn thêm cái bánh. Quất một cái bánh bị giống như là câu mỏ nữa chứ, câu mỏ nhau. Ăn dưa hấu tới cái vỏ. Mà ăn luôn cái phần trắng mà em ghé ăn nhất cuộc đời em. Mà một phù thủy Kim Lan mất em ăn hết. Xin hỏi trái dưa hấu của Trường Giang đâu ạ? Đội đoàn kết. Các bạn đã về đích trước, nhưng theo luật phải mang trái dưa hấu về đích. Chính vì vậy, đội chiến thắng là đội hủy diệt. Thôi, nói chung là tại vì tôi mà các em tôi đã chịu đau đớn. Xin nhận một lại. Em lại anh. Đội thắng, các bạn sẽ được tham gia một hoạt động rất ý nghĩa, đó là thả gà lôi về rừng. Đây là những chú gà đã được chăm sóc sau khi bị tổn thương và giờ là lúc có thể trở về ngôi nhà thiên nhiên của chúng. Rất tiếc, đội thua, các bạn sẽ vào cây trò chỉ 700 năm tuổi, cách đây khoảng 2 km, để lấy các vật phẩm mang về cho hai đội. Dạ. Xin mời, Cuba, theo mẹ con, Cuba. Đã đến nơi đây. Mình để bạn đây ha. Trước khi mà ta tham gia tái thả thì tôi có mấy cái khuyến cáo như thế này. Chúng ta sẽ phải đeo găng tay. Có một số cái bệnh của người có thể truyền cho động vật hoang dã. Thế và ngược lại, một số bệnh sang người thì nó là cái tác nhân mà gây đau, gây ốm cho chúng ta. Ok. Bây giờ mình bắt đầu ạ. Bây giờ cái cửa chuồng là mình hướng về đây hay là hướng về đây ạ? Ta phải hướng về phía đằng này để cho nó không nhìn thấy người, nó có thể là bình tĩnh. Nó bước ra. Vâng. Vậy thì bây giờ lần đầu tiên nhìn thấy vậy luôn á. Các bạn ở đây. Trời nhanh quá. Trời ơi, mày nhanh ghê luôn chưa? Wow. Cây trò chỉ trước mặt anh đây là khoảng tầm 700 năm tuổi. Nói chung là tụi em đây là lần đầu tiên. Vỗ tay cho toàn anh em chúng ta lần đầu tiên thấy một cây 700 tuổi đúng không ạ? Wow. Và đây chính là những báu vật của thiên nhiên.
Thôi thì chuyến đi Ninh Bình lần này nó quá là khủng khiếp với tụi em, nó dữ dội lắm. Bây giờ tụi em tới đây là điểm cuối cùng mà chúng ta sẽ ban hai món quà này, không phải là cho tụi em đâu, đưa cho đội thắng. Tụi em cay đắng cuộc đời lắm. Thôi lên đường. Anh lấy vía sống lâu trăm tuổi. Thần tay ơi, cho con tuổi thọ giống ngài, con sống 700 năm. Thôi trời ơi, lắm 700 năm mình nói chuyện quá lắm. Không thiệt. Thôi trăm tuổi thôi, được thôi, rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Lên đường. 100 tuổi thôi, 100 tuổi thôi. Không thiệt, lần đầu tiên thấy cây mấy trăm tuổi đó. Anh Tuấn sẽ về chết mê chết mệt. Chết mê chết mệt thiệt á. Mê với cái nàng đó này quá. Về thiên nhiên nha. Về thiên nhiên nha. Đi con ơi. Con. Ôi dễ thương đẹp quá kìa. Hay quá. Thích quá. Nè, con này nó đi bình tĩnh à, nó đi từ bình tĩnh rồi đó. Hôm nay thì quá tuyệt vời ha, tụi mình là được tham quan vườn Cúc Phương nè, được làm một hành động với mình, lấy hoạt động rất là ý nghĩa luôn. Đó là thả gà lôi. Gà lôi về đường. Tụi em cũng thay mặt cho mấy anh em nghệ sĩ là cảm ơn các anh rất là nhiều, bởi vì đã tạo điều kiện rất là tốt cho tụi em để ngày hôm nay có một hoạt động như thế này. Cũng hy vọng rằng mấy khán giả theo dõi chương trình á cũng sẽ cùng với chúng tôi là đừng có săn bắt hoặc là tiêu thụ những loài động vật gọi là quý hiếm như thế này. Tại vì đó là tất cả quý vị hãy chú ý, chúng ta cùng chung sức để bảo tồn, để chúng ta có thể một thiên nhiên phong phú hơn. Một lần nữa chúng em cảm ơn người Cúc Phương rất là nhiều, bởi vì đã tạo điều kiện rất là tốt cho tụi em ngày hôm nay tới đây để quay phim cũng như là để hoạt động cùng với tất cả các anh. Cảm ơn ạ. Dạ. Và dạ, cảm ơn tất cả các anh chị. Hay quá ha. Dạ. Hy vọng mình đi mấy chuyến này nhiều hơn xíu, thích thả gà rừng. Thả gà rừng còn thả con khác nữa. Tê đó, mấy bạn tê nhìn cưng ha. Ôi được. Để xong rồi để áo dơ cái gì. Nè, nãy đang dưa hấu đó. Ăn lấy ăn để đó. Trời, gói cáo chân trời. Nè, để lát lộn nè. Chút rơm cho mấy bịch của ông nên thiết kế dẹp chặt sạch sạch on rồi chơi tiếp à. Sao đâu? Thật, bướm nhặt nhanh đó. Trước khi chúng ta chia tay như này, chúng tôi cũng xin mạng phép cũng đã lội lặn rừng sâu. Bốn bác tiều phu vào rừng kiếm mật. Thôi, đưa cho họ cho rồi. Quá cực khổ rồi. Ủa cái gì vậy? Quà đó. Quà. Áo mật đó. Tò mò quá. Bắt lại. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đó, đây là hộp quà của ban tổ chức, nhờ chúng tôi vào cái cây 700 tuổi lấy cho các bạn đó. Quỳ xuống. Wow. Đây là những hộp mật ong Cúc Phương thiên nhiên hoang dã. Wow. Trời ơi. Ok quá trời. Mỗi người hai hộp đó là đội chiến thắng. À cái gì? Phần quà mật ong này sẽ chia đều cho hai đội. Rồi, mỗi người một hũ. Yeah. Mỗi người một hũ. Yeah. Mỗi người một hũ. Giúp lời. Đúng rồi. Được rồi. Hộp lấy gì vậy? Lấy cái hũ thôi. À đừng chứ. Đừng này giùm em luôn. Bỏ vô. Chúng tôi xin phép được trao trả linh vật khác dành cho chương trình đặc biệt quan hệ độc. Anh ngồi lại. Mới đầu tưởng là hai hộp thì đội thắng, ai ngờ là mỗi đội một hộp. Ngon quá, đội này em mở nè. Mật ong Cúc Phương, uống vào vấn vương. Lặng, bỏ vô. Như vậy chúng ta đã kết thúc hành trình báu vật ngàn năm. Xin mời các bạn chia sẻ một chút cảm nghĩ về ý nghĩa báu vật của mỗi người. Đối với đội tôi, báu vật hiện tại chúng tôi vẫn còn có risk. Đây là báu vật sống, bởi chúng tôi tưởng rằng biết đã không thể nào về nhà nguyên vẹn được. Em nghĩ đây không phải là báo vật, đây là báo đời báo ngày. Là báo đời báo ngày. Em thì nghĩ á, báo vật chính là những cái quần thể xung quanh Ninh Bình đã được UNESCO công nhận rồi. Tụi em được coi cái cây 700 năm, coi như mình đang được nhìn về cả lịch sử luôn. Đúng. Còn riêng em á thì em thấy báo vật của em là hành trình mà chúng ta cùng nhau đi đến đây nè. Là một cái chặng đường mà gọi là đúng cái tên gọi của tụi mình, đó là đoàn kết. Nói gì thì nói thì em cũng cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn của chương trình 2 ngày 1 đêm đã tạo cơ hội để cho em được tham quan, được trải nghiệm và cũng như là lưu giữ những kỷ niệm đẹp với mọi người. Đó đối với em là một báu vật mà vô cùng quý giá. Rồi, đúng rồi, quan trọng cái chuyện của sao khéo quá vậy? Thì đó. Phải thấy ngon không? Rồi. Thứ hai. Dạ. Cái báu vật của em là tất cả những thứ gì mà mình trải qua cùng với mọi người, cùng với ekip ở đây là đều là những lần đầu tiên của em hết. Và em cảm thấy rất là quý giá về điều đó. Thì đến với chương trình này thì em cũng rất là biết ơn. Biết ơn ekip đã cho em một cái hành trình tốt. Nếu như mà không tham gia chương trình này chắc em sẽ không được trải nghiệm.
Hy vọng là quý vị khán giả hãy dành thời gian để mà chúng ta cùng đến đây, cùng chúng tôi trải nghiệm những gì mà chúng tôi chia sẻ xuống màn hình. Bởi vì chỉ khi nào các bạn trải nghiệm thực tế thì các bạn mới thấy được cái độ hùng vĩ của những cảnh đẹp này. Bởi vì là bảo vật của chúng ta đó là sự trải nghiệm. Và trải nghiệm càng nhiều, chúng ta sẽ nhìn những người giàu có như thế giới này. Oh, hay quá. Và thưa quý vị thân mến, không chỉ dừng lại Ninh Bình, chúng tôi sẽ còn đến rất nhiều nơi tại Việt Nam. Và có những điều quý vị có thể biết về nơi đó, nhưng bên trong nó là yêu thương, nó là nồng cháy. Và những bước chân chúng tôi đi, quý vị sẽ thấy cái sự tận tâm của chương trình dành cho quý vị. Xin hãy nhớ, đây là chương trình Hai Ngày Một Đêm Tự Do Tự Do. Chưa mới ngủ dậy mới thay đồ luôn. Lần đầu tiên tôi thấy chương trình tử tế của chúng tôi. Hy vọng là mọi người được ăn, còn nếu mà mọi người không ăn thì nhìn mẹ em đỡ nha. Cô nào bắt ở đây rửa chén hai ngày một đêm không? Cô ơi, cô có nhận nhân viên làm cho quán không cô? Không. Trời. Không. Trời. Thì là chú biết ra Lâm nói nhiều hay sao đó, chú nói là đừng hỏi nhiều quá để chú bán nữa. Sao tử tế bất ngờ quá à? Kiểu không quen luôn á. Kiểu bị đối xử tệ bạc trước giờ quen rồi, tử tế á, bị sườn á. Bán đồ, yêu thương, hai, nhìn tôi là như băng một con số. Là tôi là cây cao như B-Ray cho thành phố. Bà liên tục bà như một con số, mà chứ không là băng một con số.